Chào em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay em về tiếp tục từ một Comly Đà Nông, model là AVR3311. Đây là dòng âm đi khủng long về công suất và công nghệ. Nó sẽ có thiết kế công suất lên tới là 670W và tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại như là khả năng để kết nối mạng Internet để anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc AirPlay. Và đặc biệt là nó sẽ có thêm cái cổng kết nối HDMI với cái chuẩn mới là 1.4A. Anh em có thể chơi nhạc và phim chất lượng cao từ một cái nguồn phát HDMI từ bên ngoài. Và nó sẽ có kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc phim từ Smart TV, kết nối analog để ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và với thiết kế công suất lên tới là 170W kinh loa cho loa 6 ohm, nên anh em có thể lắp thêm quang số vào để chơi karaoke tốt. Dòng này chất âm khá là hay, nó sẽ tích hợp cái bộ tích hợp equalizer 9 kênh tần số, thì anh em có thể vào bên trong cài đặt để lựa chọn cài đặt theo ý muốn của mình. Và nó sẽ có cái bộ dây mã DAC 24bit 192kHz. Với cái cổng real thì anh em có thể sử dụng để làm dây mã DAC, non bộ rẻ trong tầm giá. Về kích thước chiều ngang của máy nha, đây là chiều ngang tiêu chuẩn là 434mm, chiều cao 171mm và chiều sâu là 381mm, trọng lượng là 12,2kg. Và bên trong cái nắp cốp này thì nó sẽ có những cái chức năng điều chỉnh ở bên trong. Đây là cái cổng USB nha, thì với cái cổng USB này thì anh em có thể chép nhạc số chất lượng cao, đặc biệt là nhạc lõi LED phải lắp luôn nha. Ta sẽ chơi trực tiếp đây, ta có thể sử dụng nó là như là một cái đầu phát DAC, đầu phát nhạc số rất là hay nha anh em. Thì nhạc black đó là một trong những định dạng audio có chất lượng tương đương như là những cái đĩa CD gốc và đã được chơi trực tiếp từ chiếc Comly Đà Nông AVR3311 nha. Và khi chiếc Comly Đà Nông của chúng ta kết nối mạng LAN thì ở trên smartphone anh em cài dùm em về cái phần mềm là remote app nha, và nó sẽ nhận diện được cái Đà Nông remote Đà Nông AVR3311 nha. Rồi tại đây thì ta có thể điều chỉnh được cái ngõ vào nè, volume nè nha. Rồi volume. Về chi tiết sử dụng và cài đặt thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, đã có rất là nhiều video hướng dẫn về cài đặt loa, cài đặt volume của ngõ vào, volume từng kênh loa, cài đặt equalizer và hướng dẫn để kết nối bằng smartphone nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, đó là cổng Blu-ray kết nối HDMI, và cổng TV đó là cổng quang, và cổng CD là cổng analog. TV cổng quang. Thân chiến trinh từng vượt qua đường đạn mìn, buổi chiều nào thằng quân không dám tiến, đêm trong máu lửa ôm tay súng trận, chợt nhận diện thời gian lẽ nhớ. CD cảm ơn ta biết ta từ đó thường vui nay đã mất, ưu tư chín mùi môi son mím cười, giờ hồng dần tan đêm em viết ngàn tình rồi. Chuyển qua cổng USB nha, thì lúc này nó sẽ đọc cái dữ liệu bên trong USB như nè. Rồi sẽ tâm sát lại. Rồi lúc này nhận diện được USB rồi nha.
Nhấn USB. Rồi chọn thêm một nhạc nha em. Lắc nè. Chất âm rất hay nha nè. Và đây là chiếc điều khiển zin theo máy tự động luôn nha nè. Có thể chỉnh vui được các chức năng của máy luôn. Điều khiển qua bài nè, chơi USB nè, đầy đủ luôn nha. Mặt phay nhôm màu đen rất là đẹp và rất là sang trọng nha. Đây là cảnh mặt trước của máy nha nè. Phay nhôm màu đen rất là sang trọng nha. Dòng network receiver nha, AVR3311, đây là bên trong cái nắp cốp nó đây. Nút DSP để chọn chế độ âm thanh. Ở đây là Multi Sound Radio, đây là chế độ nghe nhạc bằng 7 kênh loa để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Setup cài đặt menu đầy đủ ở phía trước luôn. Cộng USB. Và về sử dụng chi tiết thì anh em có thể tham khảo thêm về cái hướng dẫn sử dụng nha. Rồi, về kết nối phía sau của Multi. Đây là dây mạng LAN anh em kết nối vào để có khả năng để kết nối chơi internet, điều khiển từ xa bằng smartphone nè. Cổng quang tín hiệu từ smart TV xuống. Và đây là cổng HDMI in, anh em có thể lấy từ một cái nguồn phát HDMI từ bên ngoài. Cổng HDMI out sẽ xuất sang TV. Nó sẽ có chức năng là ARC video 3D đầy đủ luôn. Đây là chuẩn mới nha. Rồi cổng CD để kết nối với đầu đĩa nha. Bây giờ em sẽ test các cổng radio luôn cho anh em. Và nếu như chúng ta chỉ có một cặp loa thì ta lắp vào vị trí là lọc hông nha. Thân chiến trinh từng vượt quân đường đàm. Và loa center đây. Vì chiều nào. Loa surround. Không giam thiên đêm. Và một cặp loa cho vị trí là surround. Ôm trận. Như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là 7 loa. Và đây anh em sẽ thấy là cái khu vực real nha. Khu vực có chấm bi đây, khu vực real. Và em sẽ test cái chức năng để làm ra mã DAC luôn cho anh em. Real lọc không? Mọi chức năng hoạt động ok nha anh em, điều khiển mạng HDMI, cổng quang, analog, tất cả các cổng ra loa, real. Và đây là thông số của chiếc mi tự động AVR3311, điện áp là 100V, công suất cực khủng lên tới là 670W nha. Con này về đẹp góc cạnh luôn nha nè. Thức âm ly đà đông AVR3311 cấu hình khủng long luôn nha anh em, 670W đặt ruột hết luôn. Hai tụ lọc nguồn for audio 12.000 microfarad. Khung xương máy sáng màu nha, dòng này thì nó sẽ đánh là 14 sò thang lớn. Một vết sức nhẹ ở phía trên này nha, còn lại là đẹp hết luôn.
Với chiếc Mini đàn ông AVR3311 công suất khủng long 670W, tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại, hỗ trợ kết nối Internet thì anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc không dây từ iPhone, iPod và công nghệ AirPlay. Kết nối HDMI với cái chuẩn là 1.4A, anh em có thể chơi nhạc hoặc phim chất lượng cao từ một cái nguồn phát HDMI từ bên ngoài. Kết nối cổng quang để anh em có thể chơi nhạc trực tiếp từ Smart TV. Và ngoài ra với cái công suất khá khỏe của nó thì anh em vẫn có thể lắp thêm băng số vào để chơi karaoke tốt. Với cổng real thì anh em có thể sử dụng để làm giải mã DAC, vừa giải mã và vừa có thể điều chỉnh equalizer, chỉnh âm sắc rất là hay. Với chiếc Mini đàn ông AVR3311 thì em sẽ bán với giá là 6.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852 để ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.